Trinh Bảo Đại đấy. Đang vào tham quan đường cảnh đẹp Trinh Bảo Đại. Mấy tầng cơ? Anh Huy ơi, chờ tí nhá. Ui đẹp thế. Ờ. Hôm nay về buổi sáng hay buổi tối hay chiều? Hả? Có khi nào ra sân bay về sáng hay chiều? Tối. Tối à? Đi sáng thì mất một ngày thì phí. Vâng. Mà nếu đi 1 giờ thì mình không còn thời gian đâu để mà ăn ở chỗ nào. Lúc nào Triều Châu rồi. Đấy. Thế xem Triều Châu. Xem Triều Châu chưa? Bác Thí này là vui kịp mà. Người nhảy. Đi đâu là cũng vui nhất phải. Chỉ có đi. Nói chung là có sức khỏe. Năm ngoái có bao nhiêu chuyện đi tốt. Mới làm cả lên. Hai cái chân dụng làm. Các bác nếu ra ngồi đây. Của là không thể lên được. Đấy. Điều đấy. Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Vừa bảo đây này, đi đái rõ ràng móc ra rồi. Đái chảy nước. Ngồi đây để ngắm cảnh đẹp, ôi giời, lại còn ôm cây nữa cơ chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.